Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách mà sang dấu dập để làm hàng sản xuất. Thì đây là ta có một chiếc váy này, đây là thân trước này, cái này thì là nó là hai lá này, thì ta đây là gấp đôi vào này. Đấy, thì hình dung là đây là một mặt ở thân trước này. Đấy, thì ta đây là một mặt thân trước, thì ta sẽ úp cái này, đây có đường may sẵn hết rồi này. Đây tất cả các loại này là có đường may sẵn hết rồi, nên là ta sẽ không phải cộng đường may nữa, ta chỉ việc sang nguyên cái dập này vào lên vải thôi, sang dấu nguyên cái dập này lên vải thôi. Nhưng cái này là hai mặt này, đấy đây là mặt thân trước này, đấy, anh vải cái này là gấp đôi này, đấy. Thì cái này là vải gấp đôi như thế này, là vải gấp đôi, đánh dấu gấp đôi đây. Thì ta anh em ta gấp đôi vải vào rồi ta làm hàng để ta làm. Nhưng ví dụ mình giải hai lớp như này để biết ở đây là ở dưới là nhiều lớp, giả dụ ở dưới là nhiều lớp vải. Đấy, để làm sản xuất thì rất là nhiều lớp, khoảng 5 lớp, 3 lớp. Đấy, sản xuất số lượng tùy bao nhiêu lớp, thì các bạn cái máy cắt của các bạn cắt được bao nhiêu lớp thì các bạn để bấy nhiêu lớp. Đấy thì ta sẽ làm như thế. Đấy, đáng nhẽ ra là thì bình thường ra ấy, thì các bạn sẽ gấp đôi lại như này. Đấy, gấp đôi lại như thế này. Đấy, để mà áp cái thân váy này, thân váy này vào. Đấy, mà thôi đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Kia là mình hướng dẫn ấy rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là gấp đôi vải vào để mà làm. Đấy, đấy, bước này là ta sẽ hướng dẫn các bạn gấp đôi vải vào để làm. Thì ta hướng gấp đôi vải làm sao các bạn gấp cho nó thẳng canh, thẳng từ trên xuống, đó. Trên xuống. Bà ta ướm thử cái này vào xem có được không. Đấy, cái này ướm thử này là được rồi. Đấy, thì ta sẽ lật này lên trên để đúng thì thôi. Đấy, nếu như cái này, nếu như cái mẫu giật này mà nhăn quá thì các bạn có thể là nó đi để cho nó phẳng phiu. Đấy, nếu bạn gấp vào để ta sẽ có những cái viên gạch đặt như này để đặt lên để chặn để cho nó không bị xê dịch. Đấy, có những viên gạch như thế này đặt lên vuốt thẳng ra. Đấy, đặt lên để không bị xê dịch. Đấy, thì bây giờ ta sẽ bắt đầu sang dấu thôi. Thì các bạn cứ sẽ sang dấu như bình thường thôi. Đấy, các bạn cứ sang dấu như bình thường thôi, các bạn sang dấu làm sao cho nó sau mẫu dập nó vải. Đấy, các bạn không giống như bình thường thôi. Đấy, nếu như các bạn mà gấp đôi vải vào các bạn làm như này ấy, thì là hầu như chỉ là được đơn chiếc thôi. Đấy, hầu như chỉ là đơn chiếc, là hàng đơn chiếc, là hàng mẫu thôi. Đấy, thế là bạn sẽ sang dấu xong cái thân trước của mẫu dập này. Đấy, đây các bạn đã sang dấu xong thân trước của mẫu dập này, mình nhấc lên cho các bạn xem. Đấy, thì là nó sẽ sang dấu nguyên văn này, bờ thì các bạn sẽ vẽ lại cho nó rõ, và bạn sẽ cắt đứt đúng vào đường phấn này, bởi vì đây là đường này đã có đường may rồi, là các bạn cắt đúng vào cái đường này. Đấy, cắt đúng vào cái đường phấn này. Đấy, vì đây mẫu thuật này đã có đường may sẵn rồi, để làm hàng sản xuất rồi. Đúng, đúng.
thì như này là bắt đầu các bạn sẽ cắt đứt đường may vào đây. Đấy, nếu như các bạn cắt 3 chiếc hoặc 5 chiếc thì bạn cũng gấp đôi vải như này. Cứ gấp đôi vải lại chồng đến nhau và cái này đặt lên trên cùng thì các bạn sẽ sang mẫu dập vào vải như này và ta sẽ được thân trước. Đấy. Đấy, sau khi ta được thân trước rồi, đây các bạn kẻ như này. Để làm không sao. Đấy. Các bạn thấy đơn giản không? Đấy, nếu như các bạn chưa cắt ngay các bạn không giấu dập như này. Làm không sao. Nào thân sau, bạn cũng gấp đôi vải vào như này để làm thân sau. Đấy, các bạn hiểu chưa? Không, các bạn quay ngược đầu như này bởi vì thừa bao nhiêu ta dồn vào giữa hết. Đấy, thì các bạn quay ngược đầu này, chưa cắt ngay bao nhiêu dồn vào giữa hết thì bao nhiêu là ta sẽ dồn vào giữa hết. Đấy. Bao nhiêu ta dồn vào giữa, đây là thân sau. Đấy, đây sẽ là thân sau. Đấy. Đây sẽ là thân sau. Đấy. Thân sau thì đấy. Thân sau thì các bạn tra khóa sau lưng được mà tra khóa sượt được. Đấy. Thì đây là tra khóa sau lưng. Đấy. Thì ta có lưu ý như này này. Cái này là mẫu zip chân váy này thì là có cả cạp này. Thân trước và thân sau là những cái túi đồng hồ này này. Đấy, ở đây là có một cái túi đồng hồ này là vải lót này. Vải lót thì ta phải úp cái mẫu dập này vào vải lót chứ không phải là vào vải chính. Đây là vào vải chính, vải chính thì sẽ cắt thân trước, thân sau và cạp. Đấy, cắt thân trước, thân sau và cạp. Còn riêng túi đồng hồ thì đây là người ta để vải lót này. Đấy, đây là thợ đây đã kỹ thuật họ để là thợ kỹ thuật họ để là vải lót thì ta sẽ cắt vào vải lót chứ ta không cắt vào vải chính. Đây là vải chính nhé. Các bạn lưu ý một điểm như thế. Những cái đồ mà đồ phụ mà vải lót đấy, đồ phụ mà thợ kỹ thuật đây là vải lót thì là các bạn sẽ cắt vào vải lót. Còn những cái đồ mà đồ phụ đến đồ chính mà họ đây là vải chính thì các bạn sẽ cắt vào vải chính. Đây là vải chính, còn vải lót thì ta sẽ cắt túi đồng hồ kia. Đấy, các bạn lưu ý cho mình. Đấy. Người ta làm hàng sản xuất mà ta mà nhầm ấy, ta mà nhầm vải chính với vải lót ấy thì sẽ bị coi như may lên ấy, sẽ bị không đúng với cả mẫu thiết kế ban đầu và mẫu thợ kỹ thuật họ đã đưa ra cho mình làm. Đấy. Thì như thế này ta cũng sang dấu như là thân trước thôi. Ta cũng sang dấu như là thân trước. Đấy. Đấy, ta cũng sang dấu như là thân trước. Nhưng cái điểm này này, họ để may ở đây vào đây này thì là khóa sau lưng chứ không phải là khóa sườn. Đấy, họ đề là thợ kỹ thuật họ đề là khóa sườn thì đề là khóa sườn, khóa sau lưng thì khóa sau lưng. Đấy, đây đường may đây rồi, đây là họ để như thế này, họ cắt phút vào như thế này là khóa sau lưng. Đấy. Nhưng mà ta phải hỏi lại thợ cắt, ta phải hỏi thợ kỹ thuật. Bởi vì sao nếu như họ nếu mà không để vào mẫu dập này ấy, thì ta phải hỏi lại là đây là để khóa sườn hay là khóa để khóa sườn hay là khóa sau lưng. Đấy, bởi vì họ không ghi vào đây nên ta không biết, ta bạn phải hỏi lại thợ kỹ thuật để cho nó rõ ràng. Bởi vì nếu như mà để khóa ấy, thì hầu như để đường may là 1,5 phân, đây là 1 phân, nên đâm ra là mình đoán là thợ kỹ thuật họ để ở đây là khóa sườn, để ở đây là khóa sau lưng, khóa cai sau lưng. Đấy, nhưng mà họ quên, họ không ghi thì mình phải hỏi lại. Đấy, như mình ý thì là mình để khóa là khóa sau lưng. Đấy, nhưng các bạn làm mà các bạn nếu mà cắt hàng sản xuất là các bạn phải hỏi lại. Đấy, chứ không nếu như không là lên là không đúng, mình cắt lên là không đúng yêu cầu. Đấy, không đúng yêu cầu thiết kế là rất là lằng nhằng mà rách việc. Đấy, các bạn phải lên hỏi lại. Đấy, ta lại áp lại lên như này, ta lấy gạch ta áp lên như này.
để mà làm. Đây, ta để một phần dưới để tra khóa. Một phần dưới đường may tra khóa. Đấy, xong rồi. Đấy. Đấy. Và ta vẽ như này, đây là thân sau rồi. Đấy. Thì thân trước ý, thì các bạn nó có cái đường sẻ gấu này. Đây rồi, các bạn lấy đây đường sẻ gấu rồi này. Đấy, thì mà đây là không chưa thấy nhìn thấy đường sẻ gấu đâu này, thì các bạn phải ướm thử vào này. Đấy, ướm thử vào, nếu như các bạn biết ý, thì là các bạn ướm thử vào, các bạn làm, các bạn không biết ý, các bạn phải hỏi lại thợ. Đấy. Các bạn hỏi là phải xem, các bạn chứ phải hỏi lại thợ. Đấy. Ta để đúng ở đây thì các bạn sẽ phải hỏi lại thợ ra mẫu rồi, hoặc là thợ kỹ thuật. Đấy, xem mẫu này là đấy, như thế nào. Đấy. Nhưng mình nghĩ là chắc là họ quên thôi, bởi vì mình làm là mẫu này thì thợ làm mình cắt quen rồi, những ai biết cắt quen rồi thì là sẽ bảo sẽ luôn, bởi vì họ đúng. Đấy, và ta làm cái đường vẩy ra như thế. Đấy. Các bạn thấy tầm quan trọng của biết công thức may chưa? Đấy, ta có ốc mẫu dập lên mà ta thấy có nhiều bất cập là ta có thể hỏi lại và ta có thể biết, có thể điều chỉnh luôn. Đấy. Các bạn không tự ý điều chỉnh nhá. Đấy, như mình thì mình nếu như các bạn mà vừa là thợ mẫu sợ, vừa là thợ da dập, vừa là thợ cắt mẫu thì các bạn có thể điều chỉnh luôn. Đấy, điều chỉnh luôn, không phải hỏi ai cả, các bạn sẽ quyết định. Đấy, các bạn sẽ quyết định. Còn nếu như các bạn không phải là thợ da dập ấy, mà các bạn chỉ là cắt ốp, thợ cắt ốp và hoặc thợ sang dấu lên vải ấy, thì các bạn phải hỏi lại thợ da dập hoặc là thợ kỹ thuật để họ hỏi lại. Đấy, nhà thiết kế thế nào, hỏi lại thợ da dập như thế nào để làm cho nó đúng chuẩn, lên mẫu để cho nó đúng, cho chuẩn đúng ý tưởng thiết kế ban đầu và đúng ý tưởng của thợ da dập. Đấy, thế là mình đã sang dấu dập lên chân vải. Đây, các bạn sẽ cắt đúng theo đường may như thế này. Đấy, cắt đúng đường phấn này, bởi vì đây đường phấn này nó có đường may sẵn rồi. Còn phấn bên đây chắc khóa sau lưng để một phần dưới đường may, các bạn cắt đúng theo như này. Đấy, cắt đúng theo như này. Đấy, thế nào mình đã hướng dẫn các bạn cách sang dấu dập nhé. Đây các bạn còn cạp nữa, cạp thì các bạn
canh như thế nào, canh dọc canh ngang nào thì thợ họ đã để như này rồi, cả thường thường là canh ngang vải đấy, thường thường là cạp là canh ngang vải thì họ đã để vào đây rồi, thợ ra mẫu họ đã để vào đây rồi thì cho ta biết rằng là mình sẽ cắt canh dọc với canh ngang đấy, mình sang giống như này và mình cắt đứt đường phấn thôi, bởi vì ở đây đã có đường may rồi đấy, cắt đứt đường phấn thôi đấy. Thế là mình đã hướng dẫn các bạn xong đấy, xong cách ốp và cách mà sang dấu dập lên trên vải. Hẹn gặp lại các bạn ở video clip lần sau. Đấy các bạn nhớ nhá, bởi vì là đây này, cái này là vải lót, là cái vải lót thì bạn ốp lên vải lót để các bạn cắt nhé. Cái mẫu dập mà túi đồng hồ này là các bạn ốp lên vải lót để các bạn cắt, chứ không cắt lên vải chính. Đấy, các bạn sẽ xong dấu hết, các bạn cắt làm hàng sản xuất, làm hàng đấy. À, thế nào mình đã hướng dẫn xong các bạn ốp cách xăng dấu dập lên trên vải. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video clip lần sau.